Lửa bắt rất nhiều vì đây là những viên kim cương tuyển chọn hết và không có kim cấm. Và tương tự đây là mẫu nhẫn mà Kỳ Lân thực hiện cho khách hàng là viên 10 ly. Hai bên hông là mỗi bên là 4 viên, viên 4 ly rưỡi. Những viên này là những viên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch, độ đẹp. Và quan trọng nhất là những cái ổ chấu kim cương này Kỳ Lân làm cho viên kim cương âm xuống để show được cái phần nền, mặt bàn cũng như là full mặt chính diện của viên kim cương, để cho hỗ trợ tối đa một cách phát sáng rực rỡ nhất đối với viên chủ này. Nên khi mà nhìn chính diện vào chiếc nhẫn á, thì mình thấy toàn là full kim cương và sự lấp lánh chiếu rực rỡ từ hai bên đến chính diện. Và vì là nam nên là thích đeo ở mức độ cao vừa phải, không quá cao thì sẽ bị vướng víu, mà thấp quá thì không được. Nhưng mà ở kích thước như thế này, về độ nhô lên của phần vàng cũng vừa phải, và viên kim cương thì thấp nhất có thể để cho cái phần cao nhô lên từ phần vàng chứ không phải phần nhô từ chấu cạnh. Phần chấu cạnh làm sao để viên kim cương đưa thấp xuống nhất có thể, nhìn vô cái mặt chủ của viên kim cương to. Và tổng thể mình nhìn chính diện vào, mình sẽ thấy là nguyên một khối kim cương liền với nhau, khi mình đưa tay vào túi quần cũng không bị vướng.